Moscow với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng hàng trăm khí tài quân sự. Lễ duyệt binh chiến thắng bắt đầu lúc 10 giờ sáng theo giờ Moscow. Mở đầu cho lễ duyệt binh là đội rước quốc kỳ Liên bang Nga, lá cờ chiến thắng tiến qua quảng trường đỏ trên nền nhạc cuộc chiến tranh thần thánh với sự xuất hiện của các binh sĩ thuộc Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154. Tiếp đó, tư lệnh lục quân Nga Oleg Zhanyukov và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiến vào duyệt đội hình trên hai chiếc xe Oros Senat do Nga tự phát triển. Đây là lần đầu tiên xe Oros Senat được sử dụng trong lễ duyệt binh chiến thắng của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố một phút mặc niệm trong những tiếng gõ nhịp để tưởng nhớ các nạn nhân trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Trong bài phát biểu khai mạc lễ duyệt binh, Tổng thống Putin cam kết Nga sẽ tiếp tục phát triển tiềm năng quốc phòng, nhưng vẫn sẵn sàng hợp tác với các nước khác. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục làm tất cả những gì cần thiết để đảm bảo khả năng phòng thủ cao của lực lượng vũ trang, tiềm năng phòng thủ của những vũ khí tối tân nhất và tăng cường hơn nữa uy tín của nghĩa vụ quân sự, uy tín của binh sĩ, sĩ quan và những người bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả những người sẵn sàng chống lại chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa phát xít mới và chủ nghĩa cực đoan. Theo hãng tin TASS, đúng như truyền thống mỗi năm, xe tăng T-34 huyền thoại của Nga, một trong những biểu tượng chiến thắng trong cuộc chiến hơn 70 năm trước, dẫn đầu nhóm diễu hành xe cơ giới và xe bọc thép. Tiếp theo sau là các xe bọc thép hạng nhẹ Tiger-M, bao gồm những phương tiện có trang bị mô đun chiến đấu Arbalest, hệ thống chống tăng Konet-D và giáp Typhoon-K. Buổi duyệt binh sẽ có sự xuất hiện của xe vận tải bọc thép BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh Kuganes BMP-3, siêu tăng Amata cùng hệ thống tên lửa chiến thuật 9K720 Iskander, tên lửa phòng không tầm xa S-400, pháo phản lực phóng loạt BM-30 SMEC, tên lửa hạt nhân RS-24 JAS và nhiều khí tài khác. Các máy bay ném bom Tu-95MS, Tu-22M3, Su-23, Su-30, MiG-29 và trực thăng K-28, K-52 và Mi-8 cũng mang đến những màn trình diễn ấn tượng cho khán giả chiêm ngưỡng. Ngoài thủ đô Moscow, lễ duyệt binh sẽ được tổ chức tại 28 tỉnh thành trên toàn Liên bang Nga. Đáng chú ý, năm 2019 là năm đầu tiên có sự tham gia của nữ giới trong cuộc duyệt binh này. Chủ nghĩa dân túy được giới nghiên cứu coi là một hiện tượng của nền chính trị thế giới với đặc trưng là tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Hình thành cách đây hơn một thế kỷ tại châu Mỹ và châu Âu, chủ nghĩa dân túy đã có nhiều chuyển biến, xuất hiện những trào lưu mới theo hướng cực đoan cho tới tận ngày nay. Cuộc chiến chống chủ nghĩa dân túy cực đoan tại Nga bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 và đây cũng là một trong những nhân tố mang tính bản chất của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1945. Là một người am hiểu rất rõ về nước Nga, cũng như có nhiều công trình nghiên cứu về chủ nghĩa dân túy, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn nhận định, không có một định nghĩa nào đạt độ chính xác hoàn chỉnh về khái niệm chủ nghĩa dân túy. Tuy nhiên, có một đặc điểm của chủ nghĩa dân túy cần phải lưu ý. Chủ nghĩa dân túy gắn liền với chủ nghĩa dân tộc, và khi chủ nghĩa dân tộc bị đẩy lên cao, không được kiểm soát, bị lợi dụng thì chủ nghĩa dân tộc quá khích nó trở thành chủ nghĩa dân tộc quá khích, và từ chủ nghĩa dân tộc quá khích ấy thì nó sẽ tiến đến cái chủ nghĩa phát xít trong một gang tấc thôi. Dưới sự thống trị của Hitler, Đức Quốc xã đã có một chiến lược rõ ràng, một ý thức hệ sâu sắc. Người dân Đức dưới chế độ Đức Quốc xã khi đó đồng nhất ủng hộ quan điểm của thủ lĩnh Hitler. Theo đó thì dân tộc Đức là nổi trội, tài giỏi hơn các dân tộc khác và có thể ngự trị ở châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Đấy cũng là một cái mà người ta nói là mang tính chất dân túy. Thực ra thì người Đức, dân tộc Đức rõ ràng là một dân tộc mạnh, giỏi. Nhưng mà những thủ lĩnh của chủ nghĩa Đức Quốc xã đã bình trương, coi như dựa vào đấy, dựa vào cái bản chất ấy, dựa vào cái ý thức hệ ấy, cái tư tưởng ấy, để mà phát huy, để mà tìm kiếm cái vai trò lãnh đạo ở châu Âu và thế giới thì là hoàn toàn không đúng. Năm 1941,
Hitler tiến hành chiến dịch xâm lược Liên bang Xô Viết và giành được những thắng lợi đáng kể ban đầu. Tuy nhiên, kể từ năm 1943, Đức Quốc xã bắt đầu phải hứng chịu những thất bại to lớn về mặt quân sự. Số lượng các chiến dịch ném bom quy mô lớn của Anh và Mỹ ngày một tăng lên, buộc Đức Quốc xã phải thoái lui khỏi Đông và Nam Âu. Đức Quốc xã đã bị Liên Xô đánh bại ở mặt trận phía Đông và những quốc gia đồng minh khác ở phía Tây. Cuối cùng, buộc phải đầu hàng vào ngày 9 tháng 5 năm 1945. Chỉ có lòng yêu nước chân chính, với sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn bộ thế giới và đặc biệt là trong xã hội Xô Viết, và dưới sự lãnh đạo của những người có thể nói là rất là giỏi, tài trí như là Stalin, thì mới có thể đánh bại được chủ nghĩa phát xít. Thắng lợi của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1945 là minh chứng lịch sử cho sự kiên quyết, hiệu quả của phong trào chống chủ nghĩa dân túy cực đoan trên thế giới. Việt Nam đang tiếp thu những bài học quý giá đó, cũng như nghiêm túc nhận diện sự tác động của nó đối với nền chính trị trong nước, từ đó tìm ra đối sách phù hợp nhằm hạn chế những hệ lụy từ chủ nghĩa dân túy cực đoan có thể gây ra.